Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu đôi nam, trận đấu giữa Đức Duy và Hồng Nam đối đầu với cả Vũ Lâm và Hoàng Anh. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy. Cầu ngoài sân điểm số 4-1 Hồng Nam giao cầu. Thủ cầu ngoài sân đổi điểm 2-4 cho cặp đôi Vũ Lâm và Hoàng Anh. Hello mọi người vào xem live stream giúp chia sẻ đến nhiều người hơn với nha. Rất nhiều người mong muốn được xem trận đấu này. Vẫn còn. Sau pha cầu thì Hồng Nam cũng đứt ruột luôn. Tuấn Anh và Dương Kiều đang đánh sân bên cạnh nha mọi người. Trận đấu ở bên kia, vận động viên Lê Văn Tú cặp với Đào Mạnh Thắng đối đầu với Tuấn Anh và Dương Thiều. Điểm số đang là 11-7 nghiêng về cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng. Một pha cầu trượt lưới từ Đức Duy. Điểm 6-2 cho cặp đôi Duy Nam. Đức Duy và Hồng Nam. Cầu tốt. Cầu lỗi từ Hoàng Anh. 8-2. Bên kia bị mất nhiều điểm quá. Em chào anh Việt Nguyễn đánh ở nhà thi đấu quận Hoàng Mai nha. Nếu ở gần anh có thể ra xem ạ. Điểm 3-8. Vũ Lâm giao cầu. Cầu lỗi từ Hồng Nam 4-8. Tình huống đó để cho Vũ Lâm thì có vẻ hợp lý hơn. Đổi điểm 9-4 cho Đức Duy và Hồng Nam. Ok anh ô tô Quốc Huy. Trận này thực ra các vận động viên đánh nó tâm lý hoặc là nó chưa vào tay kiểu gì ấy. Nhưng mà xem nó không hay. Tuấn Anh bình thường cố lên. Ok anh Bùi Hải, trận trước Hải Phòng thắng. Cầu ngoài sân, bên Hoàng Anh Lâm trôi một giây luôn, không hiểu kiểu gì. 12-4. Có lẽ lựa chọn nghỉ bây giờ là thích hợp nhất cho cặp đôi Vũ Lâm Hoàng Anh nhỉ. Hy vọng là sau vài phút nghỉ ngơi này thì các vận động viên sẽ thi đấu hay hơn. Cầu lỗi từ Đức Duy đổi điểm 5-12. Em nghĩ là Hoàng Anh cũng không phải là tâm lý đâu, mà kiểu trên bảo dưới không nghe. Muốn đánh tốt lắm cũng chả phải do tâm lý, nhưng mà tay chân nó không theo ý.
kia hỏng nhiều ấy nhỉ. Cầu lửng rất hay. Ép cầu liên tục đua cầu ngang. 7-15. Từ đầu trận Hoàng Anh Lâm đánh không vào tay, đánh hỏng nhiều quá. Bây giờ rất khó để san bằng. Đã bị dẫn đến 8 điểm rồi. Có vài tình huống cầu dài dài bon bon, cầu ngoài sân. 16-7, hai đôi vận động viên tiến hành đổi sân. Trận này không được hay như mong đợi. Điểm số đang là 16-7 nghiêng về Đức Duy và Hồng Nam nha mọi người. Ok anh ô tô Quốc Huy, trận này hơi tiếc là không hay. Hy vọng là những phút thi đấu sau sẽ nhiệt hơn và Hùng Tin nó sẽ nhiệt hơn thôi. Rất hay. Thủ cầu rất hay từ Đức Duy. Đức Duy và Hồng Nam xem ra đánh cũng được hay chưa. Đánh cũng ăn ý phết. Ý Hùng là thế. Từ điểm 8-16, Vũ Lâm giao cầu. Sân bên cạnh thì Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng đang dẫn trước cặp đôi Tuấn Anh Thiều đến 22-12, 10 điểm. Lê Văn Tú là một tay vợt đánh rất hay. Trước Lê Văn Tú có thi đấu cho Sibucha nhưng thời gian vừa rồi vắng mặt không thi đấu nữa. Còn bây giờ thì Lê Văn Tú đã quay trở lại với các giải đấu từ hơn một năm nay. Bây giờ mới thấy Lê Văn Tú thi đấu. Hôm nay Hoàng Anh Lâm hôm nay xịt, hơi xịt lốp. Buổi trưa về làm vài lon bia nữa, chiều chắc may ra đánh mới hay được. Anh giao đi comment Tú giờ đi bẫy chuột. Lê Văn Tú là một tay vợt rất là tiềm năng của cầu lông đuôi nam Việt Nam, nhưng mà Lê Văn Tú lại như kiểu không muốn đi theo con đường đó. Không muốn đi theo con đường chuyên nghiệp. Tập cầu rất tốt từ Vũ Lâm. Tú đi theo bẫy chuột rồi, nghĩa là sao anh ơi? Ừ.
Chúng ta xác định cầu ngoài. 21-11. Tôi thấy anh em nãy trượt trượt mấy quả. Cầu trượt lưới. 23-12 cho Hồng Nam và Đức Duy. Đẳng cấp nha. Ok, anh Vương Nguyễn ơi, xếp 31 anh ạ. Điểm số 14-23. Nói chung là hôm nay Lâm với Vũ Lâm với anh Hoàng Anh hôm nay nó chưa vào tay lắm, nó kiểu bập bõm cái gì ấy, nên là mới thua sâu thế thôi. Một pha bạt cầu chéo sân rất hay từ Vũ Lâm. 15-23. Khoảng cách rút ngắn xuống còn 8 điểm. Các vận động viên sẽ đánh một set 31 nha mọi người. Quả đấy là gãy sườn luôn, một pha bấm cầu chéo sân rất hay từ Hồng Nam. Hay thế nhỉ. Đây một pha nghỉ rất hay từ Tuấn Anh. Pha bẻ cổ rất nhanh. 24-15. Vẫn lên, rất cố gắng từ Hồng Nam. Cài cầu lỗi từ Đức Duy. 18-25. Điểm 24-27 rồi.
Thằng Linh cố lên. Cố anh cố lên. Ok, chờ thằng em Vũ Hoàng nhá. 18-25. Hoàng Anh Lâm vẫn đang rất quyết tâm. Hôm nay hai anh em lỗi không chấn chỉnh được trong trận đấu này thôi. Thôi để trận sau cố gắng. Như đánh vòng tròn đấy mọi người ạ. Bên kia trận đấu ở sân bên kia chiến thắng cho cặp đôi Đào Mạnh Thắng và Lê Văn Tú, điểm số 31-24 thì phải. Bom. Hay thế nhỉ. Pha cầu hay nhất trận. Tình à? Anh đọc em xin mã vận đơn với 7041 rồi ạ. 80330 đăng ký nha. Hello mọi người, điểm số 22-27 rồi. Bên Hoàng Anh Vũ Lâm đang gỡ rất sát. Chỉ còn 5 điểm nữa thôi. Mọi người vừa rồi những đường cầu có hay không ạ? Thank you.
cầu ngoài 28-22. Ok anh Hoàng Thức, quá hay. Hai mươi chín, 23 rồi. Vũ Lâm và Hoàng Anh không thể tạo ra điều bất ngờ trong trận đấu này rồi. Hôm nay họ thi đấu thực sự là không vào tay. Ngoài sân 24-30. Anh ơi ship anh trả chứ sao lại em trả là sao? Anh chụp lại tin nhắn em gửi cho em xem nào. Trận đấu kết thúc 31-24, chiến thắng cho Đức Duy và Hồng Nam. Hẹn gặp mọi người sau ít phút nữa ạ.